Thưa quý vị và các bạn, chiều 23 tháng 9, đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đón và tiếp nhận hỗ trợ của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do đồng chí Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn còn có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Chia sẻ với những mất mát đau thương tỉnh Lào Cai phải gánh chịu sau hoàn lưu cơn bão số 3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã kết nối, huy động được 25 tấn hàng hóa, gồm nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ giúp người dân vùng lũ Lào Cai vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất. Tiếp nhận hỗ trợ, đồng chí Lý Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đối với tỉnh Lào Cai và khẳng định những món quà ý nghĩa của đoàn trao tặng sẽ được tỉnh phân bổ kịp thời, đúng mục đích, đối tượng và đảm bảo công bằng.